Chào các bạn, chúng ta đang đến với hiện tượng cơn mưa vàng. Những hạt vàng óng ánh trong nước chính là tinh thể muối PbI2. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cơn mưa vàng đấy. Cho 50ml nước ấm vào trong cốc. Sau đó cho 50ml dung dịch PbNO3 2 lần 10% vào. Và cuối cùng là cho 50ml dung dịch KI 1%. Các bạn sẽ thấy xuất hiện kết tủa vàng PbI. Chúng ta có phương trình hóa học sau. Chúng ta đun nóng dung dịch này ở khoảng 80 độ C trong 45 phút. Kết tủa bắt đầu tan vào trong nước do nhiệt độ tăng lên và chuyển thành không màu. Nhưng khi nguội đi, các kết tủa dần dần hình thành trở lại và kết thành những mảng kết tinh lớn hơn có màu óng ánh. Đây chính là tinh thể sức khỏe. Các bạn làm thử nhé. Tạm biệt.